Trước khi các bạn tiếp tục video thì chung cuối đang có sale cực lớn. Cụ thể là từ 25 đến hết tháng 10 chúng tôi sẽ bán bộ sưu tập áo Ghibli. Sau tháng 10 vẫn bán. Nhưng mà từ 25 đến hết tháng 10 thì với mỗi áo Ghibli như là cái áo Hang Moving Castle hoặc là áo khoác Spirited Away, khi các bạn mua hàng thì sẽ được giảm 15% trên mỗi đơn hàng. Cùng với đó là được tặng một trong những cái tranh ở đây, mỗi cái trị giá 30.000. Thêm vào đó thì chương trình siêu sale tháng 10 vẫn diễn ra, tức là với mỗi đơn hàng trên 500.000 các bạn sẽ được tặng ngẫu nhiên một cái áo tùy nhân phẩm, cùng với đó là free ship hoàn xu. Đặt hàng đấy, link mua hàng ở phần mô tả bình luận. Đây là bộ phim về một con rồng và một con ma thích một bé loli tiểu học nên là tìm cách cứu bé loli và bố mẹ thăm ăn của bé loli khỏi mụ phù thủy của đứa con khổng lồ này. Và tất cả những chuyện này diễn ra trong một vùng đất toàn linh hồn, ếch nhái và bất kể con này là con gì. Phim này xem cực ấm áp, nhẹ nhàng và thư giãn. Vùng đất cô hồn. Câu chuyện bắt đầu khi Chihiro cùng gia đình chuyển đến căn nhà mới, nhưng bất ngờ bị lạc vào một nơi không có khói bụi thành phố. Với bản tính sô bin, bố mẹ cô quyết định đi để trở về, trong khi Chihiro cố gắng ngăn cản, sợ hãi hét lên: "Ở đây có quái vật hai đầu đấy, tao có ba đầu cũng mà sợ cái gì?" An tâm hơn phần nào, Chihiro quyết định đi theo. Men theo đường hầm, ba người đến được một căn phòng trống nhưng tim tao không đau quá men. Bất ngờ nghe thấy tiếng tàu hỏa nên vội bước ra ngoài và nhìn thấy hoa vàng trên cỏ xanh của một công viên bỏ hoang. Bố mẹ Chihiro vẫn tiếp tục đi sâu vào trong, mặc cho con gái ra sức ngăn cản. Bỗng bố cô bác dề hóa, đánh hơi được mùi đồ ăn, lần theo hương thơm tới một thị trấn bỏ hoang của một quán đang bày rất nhiều cao lương mỹ vị. Kỳ lạ thay là nơi đây không có một bóng người, nhưng vì có một chiếc bụng đói nên trong mắt bố mẹ Chihiro chỉ có thịt, thịt và thịt. Cả hai quyết định trẻ ăn trước rồi trả tiền sau, khiến Chihiro cảm thấy vô cùng tức giận, rồi một mình đi tìm hiểu về thị trấn. Đi một lúc, cô đến một chiếc cầu nối tới căn nhà tắm kiểu cổ, rồi bắt gặp chiếc tàu hỏa đi ngang qua. Đang chăm chú xem xét thì Chihiro phát hiện một người đang đứng sát bên, là Haku, thầy phù thủy của nơi này. Anh nhìn thấy Chihiro liền tức giận bắt cô phải rời khỏi nơi này trước khi trời tối, nếu không sẽ gặp phải tai họa. Nhưng Haku mới nhập tịch châu Phi nên rất chi là đen. Ngay lúc đó, màn đêm buông xuống, Chihiro lập tức đi tìm bố mẹ mình. Trên đường đi, các linh hồn dần hiện lên, khiến cô càng thêm sợ hãi. Nhưng khi đến quán ăn, bố mẹ đầu chẳng thấy, mà chỉ thấy hai đứa fan MU đang nhồm nhòm ăn thức ăn. Không tin vào mắt mình, cô bé hoảng hốt chạy đến bờ sông, ngục xuống tuyệt vọng rồi tự hỏi lòng mình, chỉ là mơ thôi phải không? Không bé ơi. Đột nhiên cơ thể Chihiro trở nên mờ ảo, làm cô càng thêm hoảng hốt. Đúng lúc này có một chiếc tàu cập bến, lần lượt các linh hồn tế tự đi xuống, khiến Chihiro sợ hãi núp vào một góc. Haku từ xa chạy tới đưa cho cô một viên thuốc, nói rằng nếu không uống thì cô sẽ trút xác ơi chả không thấy ổn lắm. Nên Chihiro đành ngậm đắng nốt cay, cơ thể của cô dần trở lại bình thường. Biết mình không bị lừa, Chihiro liền nhờ Haku cứu bố mẹ, nhưng anh nói đi theo thì sẽ sớm gặp lại được họ, nên cô lập tức đồng ý. Sau đó Haku cùng Chihiro đi tới nhà tắm. Trước khi qua cầu, anh dặn cô phải nín thở để không bị phát hiện, nhưng đến cuối đường, bỗng một con ếch nhảy ra, khiến cô giật mình lộ sai. Haku vội dùng phép thuật mang Chihiro trốn vào sân sau, rồi kể về một lối đi, dặn dò những điều cần làm. Muốn cứu bố mẹ thì phải làm việc ở đây, phải tìm đến Kamaji để xin, nài nỉ bằng mọi cách, nếu không sẽ bị Yubaba, phù thủy cai quản thế giới này hóa thành thầy ba. Nói xong Haku rời đi, còn Chihiro men theo tuyến đường được truyền lại, lao như một con thiêu thân rồi ngã sấp mặt, nhưng cuối cùng cũng đến được lò sắc nước tắm. Ở đây cô nhìn thấy Mr. Nacha, người cũng từng ăn trái cấm Gomu Gomu no. Đây chính là Kamaji. Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng Chihiro vẫn cố gắng bắt chuyện, ngỏ lời muốn xin việc, nhưng Kamaji rất quan tâm, vẫn tiếp tục làm, đến hôm nay hết tiền trả lương rồi. Nhưng nghe theo lời của Haku, Chihiro tiếp tục quan sát, cô thấy một con bồ hóng bị viên than đè bẹp nên đã giúp nó đưa than vào lò. Lũ bồ hóng thấy thế đều muốn nhờ cô giúp nên đình công, khiến Kamaji tức giận mắng Chihiro té tát. Đúng lúc này, Rin, một nhân viên của nhà tắm mang cơm đến, phát hiện Chihiro đang trốn ở đây nên vô cùng hoảng hốt, muốn báo cho tất cả mọi người. Nhưng Kamaji lại nói cô là cháu gái của ông, đến đây để tìm một công việc, nên nhờ Rin đưa Chihiro đến chỗ của Yubaba. Gì thế Nacha-san, đưa nó đến đấy để cháu bị hóa thú à? Nhưng mà Kamaji đưa ra một con thạch sùng hảo hạng, Rin không cưỡng lại được mà đồng ý, hiệp chịu. Sau đó Rin dẫn Chihiro lên tầng thượng, nơi mà Yubaba sinh sống. Nửa đường, họ bắt gặp một anh mình béo, muốn cùng lên thang máy, nhưng khi chuẩn bị vào trong thì một lão ếch phát hiện ra mùi của người trần, nên Rin phải ở lại đánh lạc hướng. Còn Chihiro cùng mình béo lên tầng thượng và có mặt trước phòng của Yubaba. Cô rón rén đi tới, đang muốn mở cửa tiến vào, thì đột nhiên một người trên đó cất tiếng quát, cánh cửa lập tức mở ra, và chỉ với một cái vẫy tay, Chihiro bay theo chiều gió tới một căn phòng lung linh ánh lửa. Tiếp đón cô là ba cái đầu khất với vẻ mặt dữ tợn và một bà già đầu to, chính là Yubaba. Ba sử dụng phép thuật khóa mõm Chihiro, rồi kể về tội lỗi của bố mẹ cô, dám chén thức ăn dùng để đãi khách, đồng thời đe dọa sẽ biến cô thành một chú lợn con và hỏi ai là người đã giúp cô. Điều này khiến Chihiro sợ hãi run rẩy, nhưng khi được mở khóa mõm, cô lại nói cho bố mày xin cái mô tả công việc, cho bố mày xin cái mô tả công việc. Nghe thế Yubaba nổi trận lôi đình tiến tới muốn làm gọi Chihiro, bỗng cả căn phòng rung lên, đồ đạc rời tứ tung. Thì ra cuộc cãi vã của hai người đã làm con của Yubaba bầu trần tỉnh giấc. Ba ta vội dỗ dành con trai, đồng thời đuổi Chihiro đi.
thế thì bà mày đục nước béo cò, cho bố mới xin cái mô tả công việc. Chú bà vô cùng tức giận, nhưng để dỗi con trai, bà đành đưa hợp đồng cho Chihiro. Cô bé vội ký ngực van rồi trao lại cho chú bà. Bà ta nhìn thấy tên cô, cảm thấy vô cùng xám lìn, nên quyết định đổi cho cô một cái tên khác, Sen, rồi bàn giao cô bé cho Haku chăm sóc. Sen được đưa đến sảnh để nhận công việc, nhưng ở đây mọi người đều kỳ thị con người, nên Haku quyết định giao Chihiro cho Rin, mặc cho cô ta có vẻ khó chịu. Thực ra Rin chỉ giả vờ. Sau khi dẫn Chihiro vào trong, cô vô cùng niềm nở, sắp xếp chỗ ở cho cô bé. Ngay lúc này Haku đang tiện chân bảo Yubaba, rồi trở về căn phòng của Chihiro, hẹn gặp tại cây cầu để đưa cô đi gặp bố mẹ. Sáng hôm sau, Chihiro vội vã đi tới điểm hẹn, vô tình gặp Vô Diện, một con ma lang thang lướt qua rồi vô thức quay đầu, nhưng nó đã biến mất. Đúng lúc này Haku đi tới, dẫn Chihiro băng qua vườn hoa, đến với khu chăn nuôi gia súc, gặp hai con lợn đang nằm chênh ảnh. Nhận ra bố mẹ mình, cô bé vội hét lớn: "Bố mẹ ơi, con là Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam." Heo bố vảnh tay lên nghe, và tuyệt vời, bố mình ngủ tiếp. Chihiro vô cùng buồn bã chạy ra vườn hoa rồi gục xuống. Haku tiến tới an ủi, đưa cô quần áo cũ, rồi nhắc nhở rằng phải luôn luôn nhớ tên của mình, nếu không sẽ mãi mãi trở nên giống như anh, một nô lệ của Yubaba. Sau đó hai người cùng nhau ra về, Chihiro đi vào trong, còn Haku hóa rồng bay đi. Trở về với nhà tắm, Chihiro phải vật lộn với đống công việc nặng nhọc. Khi cô muốn mở cửa để đổ chút nước lau nhà, thì lại thấy Vô Diện với vẻ mặt bất cần đời. Nhưng Chihiro cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, nên đã để cửa mở, còn bản thân thì cùng Rin đi dọn bồn tắm lớn. Đúng lúc này thì Yubaba cảm nhận được thứ gì đó đang đến gần. Ôi không, đó là showbiz Việt. Các nhân viên thấy thế vội vã ngăn cản, nhưng không có tác dụng. Yubaba thì quyết định cử Chihiro tiếp đãi, trong khi bãi rác di động dần dần bước vào, bốc mùi hôi thối khiến bà ta thở gấp. Chihiro cũng phải hít sâu rồi nín thở, vì không muốn hóa thành lợn, vẫn cố gắng chào hỏi, nhận tiền, rồi đưa hắn vào phòng tắm. Trong bồn thảo dược, bãi rác di động bước vào rồi khiến tất cả bị ô nhiễm, chuyển sang màu như amoniac. Thế Chihiro cố gắng đổ thêm nước vào thảo dược, nhưng lại trượt chân, chìm sâu vào trong bồn tắm. Xem đoạn này kiểu ghê vậy đái. Tuy nhiên nước vẫn được xả ra, và bằng một cách thần kỳ nào đó, cô bé được dòng nước đưa lên. Đúng lúc này, Chihiro nhìn thấy một cánh cọc đang cắm sâu vào hắn, lập tức nói với Rin rồi cố gắng rút nó ra. Yubaba dường như nhận ra một điều gì đó, vội hóa ra một chiếc dây thừng, đồng thời gọi tất cả mọi người giúp Chihiro kéo chiếc cọc. 2-3 kéo, 2-3 kéo, 2-3 uống. Nhầm, kéo. Cuối cùng sau bao nỗ lực, họ đã lấy ra một bãi rác thực thụ, và vị khách đó là thần sông bị con người làm cho ô nhiễm. Ông cảm ơn Chihiro, tặng cho cô một viên thuốc, thưởng cho mọi người rất nhiều vàng, rồi hóa thành con sóng rời đi. Lúc này Yubaba vui mừng ôm lấy cô bé, đồng thời căn dặn mọi nhân viên phải học theo. Tối hôm đó họ mở tiệc rất linh đình, Chihiro có một bữa ăn ngon nhất từ khi ở lại đây, một cái bánh bao. Cùng lúc đó, một chú ếch xanh quay lại phòng tắm, muốn tìm chút vàng sót lại, thì bất ngờ gặp Vô Diện. Hắn đưa ra rất nhiều vàng, khiến cậu ta tham lam tiến lại, rồi tự biến mình thành món ếch tái. Sáng hôm sau, Chihiro tỉnh dậy nhưng không thấy ai bên cạnh, nên cô vội đi xuống sảnh, thì bất ngờ thấy mọi người đang tiếp đãi một vị khách, chính là Vô Diện. Rin đi tới khoe một thỏi vàng, nói rằng chỉ cần cố gắng là sẽ nhận được. Nhưng Chihiro chỉ muốn tới chỗ ông Kamaji, nên buồn bã đi tới ban công. Đang đăm chiêu suy nghĩ, thì đột nhiên nhìn thấy một con rồng bị tấn công bởi một lũ chim giấy, rồi bay thẳng vào phòng của cô. Nhận ra đó chính là Haku, Chihiro vội muốn giúp đỡ, nhưng anh ta không quan tâm, mà bay thẳng tới phòng của Yubaba. Cô lập tức chạy theo, không biết rằng có một con chim giấy đang bám trên mình. Nhưng vừa đi được một đoạn, cô lại bị Vô Diện chặn lại, tưởng cho rất nhiều vàng, nhưng Chihiro đang vội nên là cút mẹ mày đi, rồi chạy mất hút. Điều này khiến Vô Diện vô cùng tức giận, sởi tái hai nhân viên, làm tất cả rơi vào hoảng loạn. Trở lại với Chihiro, lúc này đang cố gắng leo lên phòng Yubaba theo đường cửa sổ. Bằng dòng máu liều chảy trong não, cùng với sự giúp đỡ của chim giấy, cô thành công lẻn vào trong, nhưng không may sau đó lại lạc vào căn phòng của con trai bà. Ngay lúc này Yubaba bước vào, Chihiro vội trốn vào trong đống gối, suýt nữa bị phát hiện nếu không có sự trợ giúp của Bầu Trần. Khi Yubaba rời đi, Chihiro muốn từ đống gối lao ra thì lại bị cậu ta kéo lại, ép cô trời xếp hình. Không do dự, Chihiro giơ bàn tay ra và nói: "Chỗ này nhiều máu này." Điều này khiến Bầu sợ hãi vội thả tay cô ra. Chihiro lập tức chạy đến chỗ Haku muốn cứu anh, nhưng Bầu Trần lại chạy tới, khóc oà lên khiến cô vô cùng hoảng hốt. Lúc này con chim giấy đằng sau Chihiro đột nhiên hiện ra rồi biến thành Yubaba. Thực ra đây là chị em song sinh của bà ta, Zeniba. Vừa hiện thân, bà biến bà cái đầu khắc thành Bầu Trần, còn cậu bé thì trở thành chuột béo, còn cô cù gáy lại hóa thành anh trích chòe. Sau đó Zeniba yêu cầu Chihiro giao ra Haku vì anh đã đánh cắp con dấu của dính bùa chú của bà ta. Đột nhiên đứa bé được Zeniba hóa thành liền chơi trò chim chuột, khiến chúng vội bỏ tới chỗ Chihiro. Nhân lúc bà ta không để ý, Haku tỉnh dậy phá nát con chim giấy, làm Zeniba triệt để biến mất.
nhưng không may anh và Chihiro cũng bị rơi xuống một cái hố, nơi nuôi dưỡng các linh hồn của Yubaba. Ngay lúc bị chúng bù lấy, Haku đã gắng sức bay vào chỗ Yamaji rồi gục xuống. Chihiro vội lấy nửa viên thuốc của thần sâm cho anh uống. Haku lập tức nôn ra con dấu, kèm theo một bùa con sen đen. Chihiro thấy vậy lập tức đuổi theo đạp chết, rồi quay lại chỗ của Haku. Lúc này anh đã trở lại hình người, được Yamaji chăm sóc. Chihiro muốn trả lại con dấu cho Zaniba nên nhờ ông lão giúp đỡ. Kamaji không những chỉ đường mà còn cho cô vé tàu đến đáy đầm lầy, nơi sinh sống của Zaniba. Ngay lúc này Rin đến thông báo cho Chihiro về mớ hỗn độn do vô diện gây ra, và cô chính là người phải giải quyết nó. Trở lại với nhà tắm, Chihiro sau khi bị Yubaba quát mắng thì đang ngồi trước mặt vô diện. Hắn lúc này đã làm gọi bản thân Vlog trở nên siêu to khổng lồ, tiến đến muốn khơi dậy lòng tham của Chihiro, nhưng cô không quan tâm, lập tức vứt nửa viên thuốc còn lại của thần sông vào mồm hắn, khiến vô diện như bị nghén rồi chớ khắp nơi. Từng giận đuổi theo Chihiro, nhưng đuổi được một đoạn thì bị Yubaba ngăn lại, và hắn lại sử dụng tuyệt chiêu của đại ca gia tù, nôn mửa, bắn thẳng vào đầu bà ta rồi tiếp tục đuổi. Một lúc sau, Chihiro chạy khỏi phòng tắm, rồi cùng Rin đi tới bến tàu hỏa. Còn vô diện khi ra thế giới bên ngoài cũng trở về bình thường, theo chân cô cùng chim chuột tới đáy đầm lầy. Cùng lúc này, tại chỗ ông Kamaji, Haku đã tỉnh giấc, lập tức tìm tới chỗ của Yubaba, nói về việc bầu trần mất tích, khiến bà ta tức điên lên, muốn tấn công anh. Nhưng Haku tỉnh vãi cả lìn, chỉ muốn bàn điều kiện, rằng nếu anh cứu được con bà, thì phải trả tự do cho gia đình Chihiro. Lúc này tại đáy đầm lầy, Chihiro đã tìm tới nhà của Zaniba, được bà ta mời vào trong nhà, rồi thành công trả lại con dấu, đồng thời xin lỗi giúp Haku và nói rằng mình đã dẫm chết bổ chú. Nghe thấy điều này, Zaniba vui vẻ cười lớn, sau đó giải thích cho Chihiro tất cả mọi thứ, từ việc bùa chú là để kiểm soát các đệ tử, đến cuộc sống của bà và Yubaba. Nhưng về việc Chihiro muốn trở về thế giới con người, thì Zaniba lại không thể đưa ra đáp án. Đúng lúc này Haku cũng đến nơi, Chihiro vội chạy lại ôm chầm lấy anh, sau đó cô quay trở lại ôm lấy Zaniba, nói ra tên thật của mình, rồi cùng Haku rời đi. Trên đường trở về, Chihiro đột nhiên nhớ ra một câu chuyện rồi kể cho Haku rằng hồi nhỏ khi cô bị ngã xuống một dòng sông, dường như có ai đó đã hút cạn nó để cứu sống cô, và dòng sông đó là tên của anh, cô Haku. Lập tức Haku nhớ lại tất cả, tôi trở lại hình người, và hai người ôm lấy nhau trong cảm xúc nghẹn ngào. Sáng hôm sau họ trở lại phòng tắm. Ở đây Yubaba đặt ra một thử thách dành cho Chihiro: nếu cô phân biệt được bố mẹ mình trong lũ lợn thì mới thả gia đình họ về thế giới loài người. Chihiro lập tức nói bố mẹ ta không phải lợn. Và bất ngờ chưa, bố mẹ ta không phải lợn là đáp án đúng. Điều này khiến tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng. Chihiro quay đầu cảm ơn Yubaba và cùng Haku trao nhau những lời hứa. Tôi rời đi, tiến thẳng về phía đường hầm cũ. Ở đó cô gặp lại bố mẹ và cả gia đình đi tới một ngôi nhà hạnh phúc. Đó là kết thúc của vùng đất linh hồn. Bộ phim phản ánh rất rõ thực trạng của xã hội ở nhiều khía cạnh, như việc đồng tiền có thể mua tất cả mọi thứ, chưa tình cảm của trẻ con, hay vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước. Nói chung đây là một bộ phim rất ý nghĩa, bạn nên xem một lần. Tôi lại vui vẻ